Hello, chào mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, thì đạo cũng chúc tất cả mọi người có một tuần, có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều thành công nha. Thì hôm nay đạo làm cái video này thì đạo cũng thông báo mọi người là cũng cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ cho đạo, và cũng như là anh em đã tương tác và mua một số phụ kiện của đạo ủng hộ cho đạo. Thì hôm nay đạo cũng làm cái video này để thông báo tình hình là hàng hóa của mình còn được chuyển đến đâu. Thì anh em nếu mà ai mà xem được video này mà có cái món nào mà ưng ý với mình thì liên hệ với mình nhá, để mình báo giá và mua được cái sản phẩm mà mình ưng ý nhất. Thì hôm nay mình cũng cập nhật còn lại một số cái mặt hàng tại cái cửa hàng của mình là mình chưa có bán hết, vẫn còn. Thì mình sẽ thông báo để mọi người ai mà mua ủng hộ được thì ủng hộ mình nha. Rồi mời mọi người cùng theo dõi nhá. Thì ở đây mình còn một số gọi là tượng này, các tượng, cái này để trang trí hoặc non bộ đồ mọi người. Đây mình có một số cái tượng để trang trí hoặc non bộ này đó, con hươu này đó. Ở đây là mọi người nhìn xem đây, rồi ai thích gì thì IP cho mình nhá. Đó, cám cho cá la hán này, còn hai hũ đang giá 80, anh em nào mà lấy thì mình để cho 50 thôi nha, hai hũ này 100k. Rồi cám dán thủy sinh này, cám dán thủy sinh đây còn 4 hũ đó, 4 hũ này bây giờ mình lấy 160, 4 hũ này 160. Rồi cám cho cá lóc này, anh em chơi cá lóc thì nếu mà có mua cám cho cá lóc thì đây ủng hộ mình này. Hũ này mình đang 90 này, bây giờ 3 hũ này mình lấy 180, ba hũ này 180. Rồi đây là mấy cái cám hũ này, bây giờ là 2, 4, 6, 8 cái hũ cám nhỏ này, cám dành cho cá 7 màu, cá 3 đuôi, rồi ren chu, rồi cái kiểu đây này, 2, 4, 6, 8 8 cái này giờ mình lấy 150 đi, đổ đầu 150 nhá anh em mình lấy. Đây cám cho cá 7 màu đây, còn lại này 2, 4, 6, 7 7 hũ này bây giờ lấy 150 luôn. Ok chưa? 150 luôn. Keo dán thủy sinh này, keo dán thủy sinh là cho mấy người chơi thủy sinh á. Cái này ai mua thì ấy mình IP mình nhá. Mình báo giá. Vậy cái này bán theo từng hũ một. Này nó có nhiều lắm, nhiều hũ lắm. Đây có hai chai sơn chống thấm này. Anh em ai nuôi cá bảy màu và làm bể xi măng hay là bể thùng xốp á, đây hai hũ chống thấm này 80.000 hai chai, sell cho anh em luôn. Đấy, còn chanh này, chanh dán cũng còn quá trời nhá, chanh dán hồ á, kích thước hồ 30, hồ 40, hồ 60, hồ 80. Đấy, đây cám, đây Omega này, cám nuôi cho cá chép coi này anh em này. Đây mình nuôi ra hết, sell hết. Này đấy, cám dành cho cá chép coi này, độ đạm là trên 35% nha mọi người. Này độ đạm này 40% này, thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái này bây giờ mình đang bán là 65.000 một bọc. Bọc này là bọc nửa ký nha. Bây giờ mình lấy mọi người 6, lấy 40.000 bọc đi, 6, 4, 2, 4, 240 nha. Lấy hết đống này 240 nha.
Rồi thằng này là thằng Omega này, cám chép coi cũng của Nhật, của Nhật này. Thằng này thì hạt nhỏ này dành cho cá nhỏ hơn, cá ba đuôi này, cá bảy màu này, cá ren chu này, chép sư tử này, đều ăn được hết nha. Đó, cái này thì mình đang ở tiệm đang bán là 80, bây giờ mình sell cho mọi người luôn, ba bịch này 120, được chưa? Còn ở đây này, cám thái này, cám này cũng cá chép coi luôn này. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Thằng này là 35% độ đạm này. Đây này, trên 30% độ đạm này. Đó. Cám này là đảm bảo những tất cả những cái cám này là không dơ nước nha. Không dơ nước. 1 2 3 4 5 6 7. Đây là còn 10 bịch này. Cám này là cám thái này, cám dành cho chúng dành cho cá koi nào, chép này, chép koi, chép Nhật này. Cám này là trên 30% độ đạm, 30% trở lên. Đó, cám này là không đục nước, không dơ nước. Ở đây mình còn là 2 4 6 8 10 gói. Anh em mà lấy hết 10 gói này á, mình 220 10 gói. Còn ở bên này mấy cái cám này thì anh em mua thì IB mình bán rẻ cho. Chỗ này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 gói lớn và một đống gói nhỏ luôn. Hết chỗ này lấy mọi người 200 đi. Hết chỗ này mọi người 200 nha. Còn mấy cái này là đây cám này riêng này. Đây cám cho rùa. Đây mình cũng còn một ít trong cái tủ thuốc của mình nhá mọi người. Mình còn một ít đồ nữa. Thì anh em ai cần thì IB cho mình nhá. Liên hệ mình để được cái giá tốt nhất nha. Thì đây mình quay sơ ra để review lại cho chi tiết cho anh em. Thì ở đây là mình có là Blue Sky. À đâu, cái này bán rồi này. Cái này mình có khách đặt rồi mọi người. Cái này đặt hết combo chỗ này nó có đó. 8 chai, 6 chai qua mắt với 2 chai Blue Sky là có người đặt rồi. Ở đây mình còn đây 4 chai cá rồng này. Đó. 4 chai thuốc trị bệnh cho cá rồng này. Cái này trị ký sinh trùng này. Hai cái này trị ký sinh trùng này. Đó. Thằng này là thuốc ho này, số 0 này. Đây trị bệnh luôn này. Đó, nấm này. Đây. Trị thối vẩy, trị nấm này. Đó, này là thuốc cho cá rồng này. Thằng này là thuốc gây mê cho cá rồng này. Đó. Thằng này là trị clo này, điều hòa nước bể cá này, trị clo này. Anh em nuôi cá nên chuẩn bị đi, trang bị ít chai này. Mỗi lần mình thay nước á, mình cho vô để cho nó khử clo nha, khử clo rồi khử tất cả những kim loại nặng có hại cho cá. Rồi trên này là dung dịch tăng giảm pH. Đây là đồ test pH. Đó, kiểm tra pH của nước á. Đó, mọi người thấy không? Đây là cái bộ kiểm tra pH này. Đó, rồi ở trên này á, là nước làm trong. Bể cá của bạn mà nước dơ đục á, cho vô rồi đến sau là đảm bảo nước sẽ trong vắt. Rồi thằng này là đây mình còn là barbecue ở đây là anti-check thuốc số 4 dạ. Rồi ở đây mình còn thuốc trị rêu tảo này, một chai thuốc tím này, nấm này, thuốc trị nấm này, tê cha Nhật, này là tê cha Nhật nha. Đây là men tiêu hóa cho cá này. Đó. Hai cây đèn. Hai cái dụng cụ mà tạo khói á. Ai mà có hòn non bộ á. Cần chơi thì liên hệ mình sell cho. Hai dụng cụ tạo khói, hai bộ tạo khói. Vi sinh ở đây mình còn mấy chai nữa. Một chai Xtrabio 125ml. 3 chai 250ml. 2 chai Yerosoc.
đó, với một chai multi bio đó, cái đống này là vi sinh rồi. Đây mình còn một số hộp lọc nha anh em, khay nhựa này, khay nhựa này, khay nhựa loại loại lớn loại nhỏ có hết nha. Đó, mọi người lấy hết thì mình treo giá rẻ cho. Đây khay nhựa này thích hợp cho anh em chơi bảy màu đồ này, khay nhựa loại lớn này còn quá trời luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cái khay nhựa loại lớn rồi. Còn bể này, bể mới tinh luôn nha mọi người, bể mới tinh chưa sử dụng, giá thanh lý, bể đúc này, bể đúc kính siêu trong này đó, bể này, hộp lọc, hộp lọc này đó, hộp lọc cũng còn nhiều lắm, đủ loại kích thước, ai cần thì nhắn tin cho mình. Đây bể này, bể đúc này đó. Và còn mình còn hai cái bộ, mấy bộ bể cũ này thì cũng đã bán rồi, nhưng mà vẫn còn một hai bộ nữa, thì anh em ai mà xem được video này mà thích á, thì liên hệ mình nhá, để mình cho cái giá phù hợp để mọi người mua về có cái chơi. Đó, này bộ bể này, mọi người thấy chưa, bể lọc này, nước trong vắt rồi, thấy chưa. Đó, cá khỏe chưa? Đó thì video của mình cập nhật sơ vậy thôi. Rồi anh em ai cần gì thì ai hợp cái gì thì mua ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.